Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm cái video rất là đặc biệt để giới thiệu về tất cả các thành phố thuộc vụ ở nước Úc Và đặc biệt nhất là trong video này mình sẽ chia sẻ về dân số, vị trí, khí hậu, điểm đặc biệt Và đặc biệt nhất là những chính sách định cư vô cùng hấp dẫn để các bạn có thể tham khảo và cũng trong video clip này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là thành phố nào là thành phố đáng để chúng ta đến du học định cư và có những chính sách ưu đãi cho những du học sinh ở lại để chúng ta dễ dàng có PR hơn. Thì như chúng ta đã biết để được có được PR của nước Úc thì điều không hề dễ dàng chút nào cả. Chính vì vậy mà chúng ta phải có những chiến lược cụ thể, phải chọn nơi đúng thành phố, đúng địa điểm, đúng trường học và cũng như có những cái chiến lược cụ thể để mà chúng ta đạt được PR một cách sớm nhất. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với thành phố đầu tiên là thành phố Sydney. Thành phố Sydney là thành phố cực kỳ nổi tiếng ở nước Úc, với dân số 5,3 triệu người nằm ở vị trí đông nam của nước Úc. Khí hậu ở Sydney thì vào các mùa khác thì cực rất là mát mẻ, tuy nhiên là vào mùa hè thì có cảm giác là hơi nóng một chút. Điểm đặc biệt nhất mà chúng ta có thể thấy ở thành phố Sydney là, là thành phố luôn bận rộn, luôn đông đúc, có rất nhiều người Việt Nam sinh sống. Đây cũng là một thành phố rất nổi tiếng với nhà hát con sò Opera House mà mọi người thường đến để chiêm ngưỡng. Và cuối cùng về chính sách định cư thì sao? Có thể nói là vô cùng khó đấy các bạn. Cho nên là ai có ý định sang Úc để định cư, để có PR á, bạn con đường du học hay là con đường visa tay nghề thì chúng ta nên bỏ qua Sydney bởi vì đây là thành phố rất là khó định cư. Ở đây á, thì mọi người phải có điểm số rất là cao, cạnh tranh rất là nhiều luôn. Bởi vậy nếu mà chúng ta đi những dạng visa như là visa bảo lãnh người thân hay là có một doanh nghiệp nào đó bảo lãnh chúng ta thì có thể là chúng ta đến Sydney. Còn những visa khác giống như một số bạn đi du học sinh hay là đến làm việc thì chúng ta nên chọn thành phố khác thì sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà các bạn chỉ đến đây du học và trở về Việt Nam thì đây cũng là một thành phố có thể nói là một sự lựa chọn tốt cho tất cả các bạn. Thành phố thứ hai mà chúng ta có thể điểm qua đó là thành phố Melbourne. Melbourne nằm phía nam của nước Úc đây là thủ phủ của bang Victoria. Thành phố Melbourne là thành phố lớn thứ hai tại nước Úc với 5,1 triệu dân. Thì các bạn cũng có thể đến đây học tập, sinh sống. Đây là một trong những thành phố đáng sống bậc nhất trên thế giới luôn. Thành phố Melbourne thì có khí hậu mát mẻ quanh năm. Ngay kể cả mùa hè thì các bạn vẫn có cảm giác là thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu. Trừ những ngày, một số ngày đặc biệt. Có một số ngày là nóng lên tới 39-40 độ thì cũng không có nhiều ở thành phố Melbourne. Thành phố Melbourne thì cũng rất là đông đúc nhưng mà không có bận rộn tấp nạp như là thành phố Sydney Và cuộc sống ở đây cũng có một số nơi có cảm giác cũng khá là yên bình Có một số nơi cũng khá là nhộn nhịp Nó chứa đựng rất là nhiều cái phong cách sống khác nhau Đây cũng là thành phố có rất nhiều người Việt sinh sống Và tại đây thì chúng ta có thể là thưởng thức nhiều món ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới về chính sách định cư thì cũng giống như Sydney, Melbourne có chính sách định cư rất khó khăn luôn Cho nên là những bạn đến đây du học á, thì thường di chuyển sang những bang khác Kính xác định cư dễ dàng hơn. Điều này làm cho các bạn tốn khá nhiều thời gian tiền bạc và công sức. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một thành phố là lớn thứ ba tại nước Úc, đó là thành phố Brisbane. Đây là thành phố nằm ở viễn đông của nước Úc và là thành phố có rất nhiều bãi biển đẹp cũng như là những cái cảnh vật tự nhiên rất là đáng để chiêm ngưỡng luôn. Thì thành phố Brisbane á, là thuộc tiểu bang là Queensland. Đây là tiểu bang nắng ấm cho nên có nền nhiệt độ là khá là ấm áp giống như ở Việt Nam tuy nhiên á, thì vào mùa hè mùa đông thì thời tiết là nó lạnh hơn và vào mùa hè á, thì có một số ngày thì thời tiết cũng khá là nóng thành phố Brisbane á, với 2,6 triệu dân là thành phố lớn thứ ba tại nước úc và nơi đây cũng có rất nhiều người việt sinh sống tuy nhiên Brisbane cùng với Sydney và Melbourne là một trong ba thành phố là có chính sách định cư rất khó và chúng ta có thời gian ở lại nước úc sau khi tốt nghiệp cũng rất là ngắn luôn nên các bạn phải cân nhắc nhiều Tuy nhiên ở Brisbane hiện nay có một chính sách thì được mọi người rất là đón nhận để được giấy gia định cư luôn. Đó là visa skill visa 491 theo diện SPO, có nghĩa là các bạn có thể là mua lại một cái doanh nghiệp nhỏ để mà chúng ta có thể có cái visa 491 và sau đó lên visa 191 đó là chính là PR. Thì mình sẽ nói các bạn kỹ hơn sau quần cuối ở clip này. Tạm biệt thành phố Brisbane, chúng ta hãy đến tìm hiểu một thành phố cũng rất là đẹp nằm ở viễn Tây của nước Úc, đó là thành phố Perth. Thành phố Perth nằm ở tiểu bang Tây Úc, là một trong những thành phố hiện đại bậc nhất của nước Úc luôn. Thành phố Perth nằm ở tiểu bang Tây Úc là một tiểu bang rất giàu có với những khống sẻ như là quảng sắt cho nên là những người dân ở đây có mức thu nhập rất là cao. Ở Perth cũng có những cái cảnh quan rất là đẹp cùng với là cái khí hậu thời tiết cũng khá là ôn hòa vào mùa đông vào mùa xuân và vào mùa thu Tuy nhiên vào mùa hè thì ở bờ có thời tiết hơi nắng nóng Cho nên là những bạn mà có cảm giác không chịu được cảm giác nóng bức á, thì chúng ta có thể cân nhắc Bợt với dân số 2,1 triệu dân thì vừa rồi thì bợt đã sinh vào cái vùng là regional Cho nên là đây là thành phố regional có dân số lớn nhất tại nước Úc Và chúng ta có thể đến bợt để sinh sống và xin chính sách Bia định cư cũng tương đối dễ ở bờ thì không thể không nhắc đến những cảnh quan sa mạc tuyệt đẹp với những bãi cát trắng, hồng và vàng, cùng với những bãi biển rất dài và xinh đẹp. Ngoài ra thì bờ cũng có một số cái cảnh quan thiên nhiên nằm ngay giữa lòng thành phố cũng như là những cảnh sắc tuyệt đẹp. Rồi, chia tay thành phố bờ chúng ta sẽ đến với thành phố Adelaide. Adelaide là thành phố lớn thứ năm tại nước Úc với khoảng 1,3 triệu dân. Thì với Adelaide là thành phố mà mình đang sinh sống, thì có khí hậu có thể nói là dễ chịu bậc nhất nước úc đó các bạn thì adelaide á, thì có nhiệt độ thì gần giống melbourne với nền nhiệt là cao hơn melbourne một chút nhưng mà vào tất cả các mùa luôn là adelaide đều có khí hậu mát mẻ không quá lạnh cũng không quá nóng ở adelaide á, thì chúng ta có thể là sống một cuộc sống rất là yên bình công việc thì cũng ổn định còn về chính sách định cư thì có thể nói là adelaide là một trong những thành phố là cái chính sách định cư tốt nhất nước úc với cái lượng uh, bia cấp hàng năm trên dân số là có thể nói là tốt nhất. Tỉnh bang cũng có rất nhiều chính sách để thu hút nhân tài ở lại cũng như là tạo điều kiện để các bạn có bia một cách là thuận lợi. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm qua thành phố thủ đô đó là thành phố Canberra. Canberra là thành phố trẻ nhất của nước Úc và là thủ phủ duy nhất không giáp biển. Dân số Canberra vào khoảng là 430.000 người. Do dân số đây không quá nhiều nên chính phủ đã đưa ra rất nhiều chính sách để khuyến khích định cư, đặc biệt là dòng visa Tây Nghề. Khí hậu ở Canberra thì có sự phân hóa rõ ràng giữa các mùa, không giáp biển nên mùa đông hơi lạnh hơn một chút và mùa hè hơi nóng hơn một chút. Tiếp theo chúng ta hãy cùng ghé thăm thành phố Hobart. Đây là thủ phủ của bang Tasmania, là tỉnh bang duy nhất nằm trên một hòn đảo. Đây có thể nói là một cái thành phố thủ phủ mà lạnh nhất của nước Úc vì nằm ở cực nam cho nên là vào mùa đông ở Harper thì có thời tiết rất lạnh, có thể có thể dưới 0 độ C. Còn những mùa còn lại thì thời tiết rất mát mẻ và có thể nói là đây có thể nói là một giống như Đà Lạt ở Việt Nam vậy đó các bạn. Thành phố Harper thì có khoảng là 240.000 dân thôi. Cho nên chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách định cư rất là tốt. Bởi vậy Harper cùng với Adelaide là hai thành phố có chính sách định cư dễ dàng nhất nước Úc và được rất nhiều du học sinh đến đây sinh sống và du học. Đây cũng là một thành phố du lịch và được rất nhiều người ở nước Úc và cũng như ngồi nước Úc đến thăm cũng như du lịch hàng năm với những cảnh sắc hoang sơ và tuyệt đẹp mà không nơi nào có thể có được. Cuối cùng chúng ta hãy đến một cái thủ phủ có thể nói là nhỏ nhất của nước Úc đó là thành phố Darwin. Darwin có dân số rất khiêm tốn là khoảng 147.000 người. Đây là thành phố nằm ở cực bắc của nước Úc và có thời tiết rất giống thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Có nghĩa là thời tiết nóng quanh năm. Tuy nhiên ở Darwin á, thì có do nằm ở Nam Bán Cầu cho nên là cái mùa nó sẽ ngược lại với ở thành phố Hồ Chí Minh. Darwin có những thành phố nằm ở hôn mạc và cũng có những thành phố nằm ở biển với những vẻ đẹp khác nhau. Darwin có chính sách định cư cũng rất tốt và là một trong những thành phố chính sách định cư tốt nhất. Ở đây á, thì cái lượng mà BIA hàng năm không nhiều, tuy nhiên cái lượng BIA trên nhân số thì vẫn nằm ở top 3 những thành phố mà dễ dàng định cư nhất. Rồi như vậy mình đã điểm qua về 8 thành phố là thủ phủ 8 tỉnh bang của nước Úc với những đặc điểm về khí hậu thời tiết cũng như những chính sách định cư khác nhau. Và bây giờ trong cái phần 2 của cái video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn là những cái visa để chúng ta có thể lấy PR ở nước Úc. Và đặc biệt nhất á, là mình sẽ phân tích về cái loại visa quan trọng nhất đó là visa skill. Và sẽ so sánh đâu là thành phố mà chúng ta có thể đến dễ dàng định cư nhất trong tất cả thành phố ở nước Úc. Thì trên màn hình đó là một số cái visa mà để định cư cơ bản mà chúng ta có thể thấy. Thì trong đó visa quan trọng nhất mà chúng ta có thể quan tâm đó là visa tay nghề ở nằm ở mục số 2. Tuy nhiên trong mục này là vẫn còn thiếu visa rất là quan trọng đó là visa 190 và visa 491. Visa 190 là visa skill, có nghĩa là chúng ta học xong, chúng ta có việc làm và chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta có thể đăng ký cái loại visa này. Visa này là visa PR 100% luôn Và sau khi có PR thì chúng ta có thể đi đến nhiều nơi, nhiều tỉnh bang khác nhau để sinh sống Còn visa 491 đó là dạng chuyển tiếp Thì nó cũng giống như 90% là PR vậy có visa 491 chúng ta vẫn có Medicare, vẫn được chữa bệnh miễn phí, vẫn có những chính sách cho con cái vân vân. Tuy nhiên, loại visa này là bắt buộc chúng ta phải ở lại tỉnh bang ít nhất 3 năm. Đây là visa có thể 5 năm nhưng mà trong vòng 3 năm thì chúng ta nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta có thể lên thẳng PR luôn. Đó là chúng ta sẽ chuyển qua visa 191. Rồi mình sẽ điểm qua kỹ hơn về hai loại visa này thì chúng ta có thể là theo dõi để chúng ta có thể biết được là nó như thế nào, điều kiện ra sao. Trên màn hình đó là mình đã tham khảo thông tin từ anh Peter là người chuyên dạy BTE và chị Kathy uh, Cathy là thành viên của công ty Vision First là chuyên về làm di trú. Hai loại visa này thì đòi hỏi chúng ta phải có những năm kinh nghiệm làm việc cũng như là có những bằng cấp nhất định. Tuy nhiên điều kiện của nó cũng tương đối đơn giản. Visa 190 thì chúng ta có sự cạnh tranh cao hơn. Vì vậy chúng ta phải cần có thành tích xuất sắc để đạt được bia này. Còn visa 491 thì chúng ta được ưu tiên của tỉnh bang, được cộng điểm. Cho nên là chính sách này thì dành cho những bạn là muốn cống hiến cho tỉnh bang, muốn ở lại tỉnh bang và có thời gian là Uh, làm việc cũng như là phấn đấu dài hơn Dòng Visa 491 này á, Thì các bạn có rất nhiều cái stream luôn Và chúng ta có thể đi Một cái stream là Billsignage Đó là chúng ta mở một cái doanh nghiệp nhỏ Và có những cái thu nhập nhất định Không có quá khó đâu Thì các bạn cũng có thể là có được cái PR Đây là một điều hết sức phù hợp với những bạn là vừa muốn kinh doanh Thử thách bản thân, tạo ra thu nhập Và vừa có muốn PR Không nhất thiết là phải làm Trên cái lĩnh vực mà mình đang học ví dụ như chúng ta có cái background về it thì chúng ta có thể kinh doanh vào lĩnh vực nhà hàng quán à, cà phê tiệm nail vân vân và cuối cùng thì chúng ta sẽ so sánh thành phố nào là thành phố dễ định cư nhất của nước úc trên màn hình các bạn có thể thấy được rằng là cái dòng đầu tiên là dòng về dân số về năm cái tỉnh bang là năm tỉnh bang regional có nghĩa là trừ những ba thành phố lớn là sydney melbourne và brisbane ra thì ba thành phố này đang có chính sách khuyến khích định cư dòng đầu tiên là dòng về dân số của các tỉnh bang mà mình vừa kể có những cái thủ phủ những thành phố mà mình vừa đã nêu ra phía trước dòng cuối cùng á, là dòng về số lượng BIA cấp cho những cái tiểu bang này vào cái năm 2019-2020 năm thì sau khi chúng ta so sánh giữa cái lượng BIA cấp so với cái lượng dân số á, thì chúng ta thấy được rằng á, là Nam úc là thành phố có tỷ lệ BIA định cư dễ dàng nhất Tiếp theo là Tasmania với thành phố Hobart nằm ở vị trí thứ hai. Thứ ba là vùng lãnh thổ ACT có thủ đô Canberra. Thứ tư là Tây Úc và thứ năm là thành phố Darwin ở Bắc Úc. Trong đây á thì tổng hợp tất cả các loại visa khác nhau, tuy nhiên là hầu hết là visa tay nghề, skill visa. Chính vì vậy mà các bạn nào mà muốn có BI nhanh biết dễ dàng hơn thì các bạn có thể đến là nam úc với thành phố Adelaide hoặc đến Tasmania với thành phố là Hobart còn bạn nào muốn đến úc chỉ để du học và đi về hoặc là đến những đến úc bằng những cái diện visa khác ví dụ như visa bảo lãnh visa hôn nhân thì các bạn có thể chọn bất cứ thành phố nào với thời tiết khí hậu và phong cách sống phù hợp với các bạn rồi trên đây là những phân tích của mình về những cái khí cảnh khác nhau về một số thành phố ở nước úc thì các bạn thấy thành phố nào đáng để du học, định cư và sinh sống thì đó là lựa chọn của các bạn. Nếu mà các bạn có những quan điểm khác thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình đến thời điểm này. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy nhấn like, share, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.